cắt kim cương đa năng, nó có thể cắt được sắt, là nó cắt metal mấy anh chị ha, cắt sắt, cắt đồng, cắt thau, cắt ống PVC hay là cắt gạch, cắt gỗ, nói chung là nó cắt hết, cắt luôn inox luôn, inox vẫn cắt rất là tốt. Và nó nói độ bền của cái lưỡi này hơn 1000 lần cắt, và so với cái lưỡi đá bình thường này á thì nó sẽ bền hơn gấp khoảng 60 lần cái lưỡi này. Nhưng mà đặc biệt thì cái lưỡi này nó không có bị hao mòn ha, nó không bị mòn, mình chỉ cắt cái lưỡi này nó sẽ bị mòn, nó nhỏ lại, còn cái này nó không bị mòn. Đó thì cái lưỡi này là lưỡi kim cương, nó là 105 mm. Đó, thì nó cắt được rất là nhiều, mà dòng tua của nó cực đại lên tới 14.500 dòng phút lận. Đó nên là mấy anh chị có thể là cắt bằng cái máy mài cầm tay. Một cái lưỡi này mấy anh chị cắt hết, cắt sắt khỏi cần thay lưỡi ha, nó không bị mòn và nó không có nhiều tia lửa, nó không có phải thay lưỡi liên tục ha. Và mấy anh chị có thể cắt thuộc những cái máy như thế này. Đó, thì cái lưỡi này nó bằng những cái hạt kim cương nó đính lại. Cái lưỡi này là giá nó là 170k ha. Đó thì nó cắt, nó là thương hiệu của công ty Senka. Đó thì mấy anh chị sẽ thấy là cái lưỡi này nó đảm bảo mình cắt rất là lâu. Đây thì nó, cái lưỡi của nó đính bằng những viên kim cương. Nó cắt sẽ rất là lâu mòn. Bây giờ nhưng sẽ gắn vô máy nhưng cắt cho mấy anh chị coi, cắt sắt, cắt inox, cắt tường, cắt gỗ luôn, mình cắt đa năng một cái lưỡi thôi, 170k một cái ha. Đó mấy anh chị thấy là nó có như thế này, mình bắt vô mình đi cắt thôi. Để mình cắt inox nha. Cắt gỗ luôn. Đây, cắt gỗ luôn. Rồi mấy anh chị thấy không, một cái lưỡi thôi chắp hết, cắt không mòn luôn, 170k mấy anh chị, cắt inox được là thấy là ngon rồi đó. Muốn cắt cái gì cắt đó, dòng tua là nó rất là cao, tới 14.500 dòng, vô mấy máy này là thoải mái luôn. 170k. Mấy anh chị có nhu cầu cứ liên hệ ha. Quá đỉnh.